khánh thành thiết chế văn hóa thể thao làng văn hóa kiểu mẫu thôn Hệ, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường. Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo ở tổ dân phố Làng Thủy, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên. Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự thứ 5 ngày 16 tháng 11 của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay thêm một khu thiết chế văn hóa thể thao làng văn hóa kiểu mẫu được khánh thành và đưa vào sử dụng trong niềm phấn khởi của nhân dân địa phương. Tới dự lễ khánh thành khu thiết chế văn hóa thể thao làng văn hóa kiểu mẫu và ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Hệ, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường có đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, trưởng ban chỉ đạo xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu tỉnh, đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Hà Quang Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trưởng ban nội chính Tỉnh ủy, lãnh đạo một số ban sở ngành, huyện, thành phố trong tỉnh. Sau hơn 5 tháng triển khai xây dựng, khu thiết chế văn hóa thể thao làng văn hóa kiểu mẫu thôn Hệ đã hoàn thiện với tổng diện tích gần 10.000 m2, là một quần thể khang trang hiện đại với hệ thống nhà văn hóa, khu tập luyện thể dục thể thao ngoài trời, sân bóng đá nhân tạo, sân bóng chuyền kết hợp sân cầu lông đáp ứng nhu cầu tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, luyện tập thể dục thể thao và sinh hoạt cộng đồng. Ngoài ra, khu thiết chế còn có không gian đọc sách ngoài trời, trụ nước sạch, wifi miễn phí phục vụ nhân dân địa phương. Cùng với việc triển khai xây dựng thiết chế văn hóa thể thao, các chính sách hỗ trợ đã được triển khai hướng dẫn cụ thể đến người dân. Đến nay, thôn Hệ đã hoàn thành 54 trên 58 tiêu chí thành phần theo Bộ Tiêu chí Làng Văn hóa Kiểu Mẫu. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Việt Văn nhấn mạnh, sự thay đổi của các miền quê xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu là minh chứng rõ nét cho tinh thần đoàn kết, sức mạnh của cộng đồng dân cư. Ghi nhận và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân địa phương trong quá trình triển khai xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu. Đồng chí Vũ Việt Văn đề nghị địa phương tiếp tục huy động sức mạnh đoàn kết toàn dân để tổ chức thực hiện thành công các tiêu chí làng văn hóa kiểu mẫu gắn với các chính sách hỗ trợ thực chất, phù hợp, hiệu quả, lấy người dân làm chủ thể. Người dân tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, xây dựng tình làng nghĩa xóm, chung tay bảo vệ, gìn giữ và phát huy giá trị thiết chế văn hóa đã được đầu tư để xứng đáng là làng văn hóa kiểu mẫu miền quê đáng sống. Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Việt Văn tặng hoa chúc mừng cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Vĩnh Tường, xã Vĩnh Thịnh và thôn Hệ nhân ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và khánh thành thiết chế văn hóa thể thao làng văn hóa kiểu mẫu. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện Vĩnh Tường tặng quà cho các đảng viên lão thành, các cụ cao niên thôn Hệ và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn huyện Vĩnh Tường. Cụ Trần Trọng Sâm, dịch giả Trung Văn tặng sách cho thư viện các làng văn hóa kiểu mẫu huyện Vĩnh Tường. Một số sở ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã trao tặng quỹ khuyến học thôn Hệ tổng số tiền trên 150 triệu đồng. Đông đảo nhân dân thôn Hệ đã có mặt từ rất sớm tham gia ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và khánh thành thiết chế văn hóa thể thao làng văn hóa kiểu mẫu. Năm nay thôn Hệ tổ chức các hoạt động ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với tâm thế phấn khởi, tự hào trong không gian thiết chế làng văn hóa kiểu mẫu. Được sự quan tâm của cấp trên, tức là về lại cho, tức là dân chúng tôi được một cái công trình, tức là sinh hoạt về văn hóa. Chúng tôi rất là vô cùng phấn khởi, chúng tôi sẽ cố gắng gìn giữ vệ sinh môi trường, cảnh quan xung quanh làng xóm cho nó sạch đẹp và để mãi mãi về sau này cho con cháu, tức là được hưởng thụ. Được tỉnh đầu tư cho thôn Hệ, chúng tôi làm khu thiết chế văn hóa, làng văn hóa kiểu mẫu. Người dân của thôn Hệ chúng tôi nói riêng cũng như toàn xã Vĩnh Thịnh nói chung rất là phấn khởi. Và đặc biệt là ngày hội ngày hôm nay có tất cả các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện và xã quan tâm về dự với nhân dân thôn Hệ. Nhân dân thôn Hệ chúng tôi luôn luôn đoàn kết, phấn đấu để xây dựng làng thôn sạch, xanh, đẹp, giàu và nâng cao ý thức của người dân để xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu. Đối với mô hình làng văn hóa kiểu mẫu là doanh nghiệp cũng rất là vui và vinh dự là được đồng hành cùng quá trình xây dựng.
và phát triển theo tinh thần làng văn hóa kiểu mẫu của tỉnh. Chúng tôi cam kết cùng với bà con, nhất là thôn Hệ nói riêng và trong địa bàn của tỉnh Vĩnh Phúc nói chung, để phấn đấu tiếp tục quyết tâm là kết hợp cùng bà con để làm sao xây dựng một môi trường văn hóa đúng theo tinh thần và phát triển cùng với bà con, mang lại những cái giá trị kinh tế, mang lại những cái giá trị sản phẩm phục vụ cho sức khỏe của cộng đồng. Sáng nay, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đồng chí Nguyễn Bá Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt về 3 văn bản mới ban hành của Trung ương, gồm quy định của Bộ Chính trị về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể cá nhân trong hệ thống chính trị, quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể cá nhân trong hệ thống chính trị. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh, các quy định, nội dung quán triệt lần này tiếp tục nêu cao tinh thần tự phê bình, chủ động phát hiện, ngăn chặn biểu hiện suy thoái, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, người đứng đầu và cán bộ đảng viên. Đồng chí yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng nhận thức đầy đủ, kịp thời, nắm vững các chủ trương, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp mà Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đề ra để vận dụng triển khai thực hiện thống nhất và đạt kết quả cao ở địa phương, đơn vị. Quá trình triển khai bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, đúng thẩm quyền, trách nhiệm. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tháng cao điểm vì người nghèo năm 2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phát động xây dựng hơn 70 căn nhà đại đoàn kết giúp đỡ hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Trong sáng nay, đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh dự lễ khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Minh ở tổ dân phố Làng Thủy, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên. Hộ gia đình bà Minh thuộc diện hộ nghèo, hiện mẹ con bà Minh đang phải sống trong ngôi nhà đã xuống cấp, gia đình không có khả năng sửa chữa hoặc xây mới. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã trích từ quỹ vì người nghèo tỉnh và huy động sự giúp đỡ của tập đoàn Phúc Sơn, chính quyền địa phương, người thân cùng chung tay giúp đỡ để gia đình bà Minh có điều kiện xây dựng một ngôi nhà mới kiên cố, khang trang hơn. Dự kiến ngôi nhà được xây dựng trong 3 tháng và khánh thành trước Tết Nguyên đán 2024. Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Tuấn Khanh ghi nhận đóng góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trong những năm qua luôn đồng hành cùng tỉnh trong công tác an sinh xã hội nói chung và hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết tặng hộ nghèo trên địa bàn tỉnh nói riêng. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Tuấn Khanh mong muốn gia đình bà Nguyễn Thị Minh sau khi có nhà mới tiếp tục khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu tăng gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế để sớm thoát nghèo. Chiều nay, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Tam Dương dự lễ khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho một số gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện theo chương trình phát động xây nhà đại đoàn kết giúp đỡ hộ nghèo khó khăn về nhà ở của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Huyện Tam Dương có 2 hộ gia đình được hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết là hộ bà Nguyễn Thị Nhung ở thôn 8, xã Hoàng Hoa, là mẹ đơn thân có hoàn cảnh khó khăn, được hỗ trợ 100 triệu đồng, và hộ anh Nguyễn Ngọc Hưng ở thôn Nội Điện, xã An Hòa, bị tai nạn mất khả năng lao động, hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, được hỗ trợ 120 triệu đồng. Đây là những hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm chia sẻ, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tạo động lực giúp họ vươn lên trong cuộc sống. Bí thư Huyện ủy Tam Dương Nguyễn Thanh Tùng đã cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh, sự chung tay đóng góp của các tổ chức cá nhân, các doanh nghiệp luôn đồng hành cùng địa phương trong công tác an sinh xã hội, xây dựng nhà đại đoàn kết tặng hộ nghèo. Sáng nay, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 11 năm 2023, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, báo cáo viên cấp tỉnh.
Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin chuyên đề Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 và một số tình hình an ninh công nhân trong bối cảnh hiện nay. Hội nghị cán bộ quản lý trại giam khu vực châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 41 do Việt Nam đăng cai tổ chức. Những kết quả nổi bật của công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng, phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới. Định hướng tuyên truyền thời gian tới, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp tập trung tuyên truyền về Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028, khẳng định vai trò quan trọng của Công đoàn Việt Nam trong đại diện, bảo vệ, chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển và đổi mới đất nước, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của đảng, kết quả phát triển kinh tế xã hội tháng 10 năm 2023. Phát biểu sau hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh ủy đề nghị các báo cáo viên tuyên truyền kết quả và quán triệt triển khai thực hiện các nội dung hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 8, diễn biến nội dung kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, việc triển khai nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh, kết quả thực hiện chủ trương xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh, chủ trương, định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng những tháng cuối năm 2023. Sáng nay, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức bế mạc Hội giảng Nhà giáo Giáo dục Nghề nghiệp tỉnh năm 2023. Theo đánh giá của ban tổ chức, trong 4 ngày diễn ra hội giảng, đội ngũ những người làm công tác giảng dạy tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đã thể hiện các nội dung thi với tinh thần nghiêm túc, có sự đầu tư sâu về chuyên môn cũng như cập nhật kiến thức mới, tích cực sử dụng phương pháp, phương tiện dạy học mới, hiện đại vào phục vụ bài giảng. Nhiều nhà giáo đã chủ động ứng dụng công nghệ vào buổi trình giảng, kết hợp nhuần nhuyễn các phương pháp dạy học hiệu quả, xác định đúng trọng tâm bài giảng để các buổi trình giảng đạt kết quả cao. Hội giảng đã phản ánh đúng năng lực của giáo viên dự thi cũng như trình độ năng lực của đội ngũ giáo viên giáo dục nghề nghiệp của tỉnh, từ đó giúp cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cấp quản lý xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. Kết thúc hội giảng, ban tổ chức đã trao 7 giải nhất, 8 giải nhì, 11 giải ba và 24 giải khuyến khích cho các cá nhân. Với 3 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và 6 giải khuyến khích, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Vĩnh Phúc đã đạt giải nhất tập thể. Giải nhì tập thể được trao cho Trường Cao đẳng Nghề Vĩnh Phúc và giải ba thuộc về Trường Cao đẳng Cơ khí Nông nghiệp. Chiều nay, Trường Sĩ quan Tăng Thiết Giáp tổ chức gặp mặt kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2023. Dự buổi gặp mặt có lãnh đạo Bộ Tư lệnh Binh chủng Tăng Thiết Giáp. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo nhà trường đọc thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhân dịp 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vì lợi ích 10 năm phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm phải trồng người. Trường Sĩ quan Tăng Thiết Giáp luôn coi việc nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, đổi mới phương pháp dạy học là khâu đột phá để nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng nhà trường trong tình hình mới. Với trách nhiệm chính trị đó, thời gian qua, đội ngũ cán bộ, giảng viên của nhà trường luôn nêu cao ý thức tự lực, phát huy trí tuệ, tài năng và tâm huyết trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, hoàn thành tốt sự nghiệp đào tạo cán bộ Tăng Thiết Giáp cấp phân đội, chỉnh độ đại học trong toàn quân và hai nước bạn Lào và Campuchia. Hiện nay, 100% giảng viên của nhà trường có trình độ đại học, có 10 cán bộ giảng viên trình độ tiến sĩ. Năm học 2022-2023, có 11 đồng chí được cấp trên công nhận giảng viên giỏi cấp cơ sở. Thưa quý vị và các bạn, thầy giáo Đào Chí Mạnh, hiệu trưởng trường tiểu học Hội Hợp B, thành phố Vĩnh Yên, là người Việt Nam duy nhất vinh dự được nhận giải thưởng Gucci Hòa Bình Quốc tế 2023. Đây thực sự là niềm vui không chỉ riêng cá nhân thầy giáo Đào Chí Mạnh, mà còn là niềm vui tự hào của ngành giáo dục và đào tạo Vĩnh Phúc trong không khí hân hoan hướng tới Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Giải thưởng Gucci Hòa Bình Quốc tế là một trong những giải thưởng uy tín hàng đầu châu Á và thế giới trao cho các cá nhân và tổ chức có những đóng góp cho hòa bình và tiến bộ toàn cầu ở nhiều lĩnh vực. Thầy giáo Đào Chí Mạnh là một trong 20 cá nhân được lựa chọn từ gần 2.000 hồ sơ
để vinh danh tại giải thưởng năm nay vì những cống hiến to lớn trong lĩnh vực giáo dục. Thầy giáo Đào Trí Mạnh là một trong những hiệu trưởng khởi xướng và tiên phong trong các hoạt động vì cộng đồng, thúc đẩy và lan tỏa mô hình trường học hạnh phúc theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh, là người tạo ra xu hướng chuyển đổi số trong các trường tiểu học, ứng phó với các biến đổi chung đang diễn ra ngày càng lớn. Với cương vị là người đứng đầu nhà trường, thầy đã đổi mới trong việc giao nhiệm vụ về nhà cho học sinh để giảm áp lực học cho các em thay vì vùi đầu vào sách vở. Các em được khuyến khích chơi thể thao, sinh hoạt văn hóa bên gia đình. Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh việc tập trung xử lý các trường hợp vi phạm đất đai còn tồn tại theo kế hoạch số 54 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương cũng kiên quyết xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm đất đai mới phát sinh, tránh để các công trình vi phạm này kéo dài, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, mỹ quan đô thị, ghi nhận tại một số xã, phường trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên. Với quan điểm mục tiêu phải xử lý dứt điểm ngay khi phát hiện các trường hợp vi phạm đất đai mới phát sinh trên địa bàn, từ đầu năm đến nay, xã Thanh Trù đã xử lý dứt điểm 10 trường hợp xây dựng các công trình trái phép trên đất nông nghiệp. Đây đều là những trường hợp được chính quyền địa phương phát hiện khi đang thực hiện hành vi vi phạm như lập lều lán, mái tôn để làm nơi kinh doanh buôn bán. Tất cả những trường hợp này đều được lực lượng chức năng của địa phương ngăn chặn và xử lý dứt điểm ngay trong ngày. Khi chúng tôi phát hiện ra thì chúng tôi tiến xuống là cho anh em là lập biên bản và yêu cầu tháo dỡ luôn. Thì chính vì vậy là cái trường hợp mà bà con đã vi phạm thì không bao giờ tái phạm nữa, mà chúng tôi xử lý dứt điểm trong ngày khi đã phát hiện ra. Tại địa bàn phường Khai Quang, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn có 2 công trình vi phạm đất đai mới phát sinh, trong đó một trường hợp xây dựng tường rào tại khu vực đất công cộng thuộc tổ dân phố Minh Quyết đã được Ủy ban Nhân dân phường lập biên bản và xử lý phá dỡ dứt điểm. Riêng đối với trường hợp xây dựng công trình nhà ở trái phép tại tổ dân phố Trại Giao, do đối tượng thực hiện vi phạm vào ngày nghỉ nên địa phương không phát hiện và xử lý ngay trong ngày. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân phường đã thiết lập hồ sơ đối với trường hợp vi phạm này chờ chỉ đạo cưỡng chế của thành phố. Trong thời gian tới, phường tiếp tục triển khai các giải pháp cụ thể để sớm phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm đất đai mới phát sinh trên địa bàn. Ủy ban Nhân dân phường sẽ triển khai tới các chi bộ, tổ trưởng, các tổ dân phố để phát huy cái vai trò của người dân, phát hiện kịp thời đối với những trường hợp vi phạm trong đất đai. Và đồng thời khi phát hiện thì cùng với công tác vận động tuyên truyền và xử lý ngay thực hiện dứt điểm những cái việc mà phát sinh mới trong địa bàn. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên, tính đến hết tháng 10 năm 2023, trên toàn địa bàn có 26 trường hợp vi phạm đất đai mới phát sinh trong năm. Thành phố đã giải quyết dứt điểm 25 trên 26 trường hợp, đạt 96,1%. Trong thời gian từ nay đến cuối năm, các địa phương trên địa bàn thành phố tiếp tục tăng cường công tác rà soát, kiểm tra để phát hiện sớm và xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm đất đai mới phát sinh. Thời gian qua, trên địa bàn huyện Bình Xuyên đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng. Để hạn chế thấp nhất các vụ tai nạn giao thông do lỗi chủ quan của người điều khiển phương tiện, huyện Bình Xuyên đã và đang quyết liệt kiểm tra, chấn chỉnh ý thức chấp hành luật giao thông của cán bộ, đảng viên, đồng thời kiên quyết giải tỏa, xử lý các hành vi lấn chiếm hành lang an toàn giao thông. Đây là khu vực tập trung lượng phương tiện tham gia giao thông đông, thường xuyên có xe tải trọng lớn đi qua, song tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông để kinh doanh gây hạn chế tầm nhìn, che chắn nhiều biển báo giao thông vẫn thường xuyên diễn ra. Đây là một trong những nguyên nhân tiềm ẩn gây ra tai nạn giao thông. Do vậy, Ủy ban Nhân dân huyện Bình Xuyên đã rà soát, lập danh sách và chỉ đạo các xã, thị trấn huy động lực lượng, phương tiện thực hiện giải tỏa, xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm hành lang an toàn giao thông, kiên quyết không để chợ cóc, chợ tự phát hoạt động. Thực hiện kế hoạch về công tác giải tỏa hành lang của Ủy ban Nhân dân xã Tiền Kế, thì Ủy ban xã đã phối hợp với lại nhất là Công an huyện Bình Xuyên. Cái thứ hai, chúng ta xây dựng phối hợp với lại thanh tra giao thông đường bộ, và đấy là lực lượng và công an xã và công an về biên quân sự, và chúng tôi cũng phối hợp một cơ quan chức năng và các ban ngành đoàn thể để chúng tôi tuyên truyền vận động và thực chất tháo dỡ theo quy định. Với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong phát hiện xử lý vi phạm nồng độ cồn, Công an huyện Bình Xuyên đã bố trí các tổ tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông, thực hiện đo nồng độ cồn đối với tất cả cán bộ, đảng viên, các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước, kiên quyết xử lý nếu có vi phạm, đồng thời tham mưu với Ủy ban Nhân dân huyện triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn. Việc
huy động các cái ban ngành đoàn thể và làm chuyển biến về cái ý thức tham gia giao thông là rất quan trọng. Về cái việc này, chúng tôi cũng đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện để huy động các lực lượng. Về công tác tuyên truyền thì chúng tôi đã huy động lực lượng là Trung tâm Văn hóa Thể thao, rồi Ban Tuyên giáo cùng với Công an huyện để xây dựng các cái bài tuyên truyền. Về tuyên truyền ở tại các cái trường học, đối với học sinh, sinh viên thì chúng tôi cũng đã phối hợp với Đoàn Thanh niên và Phòng Giáo dục và Ban giám hiệu các nhà trường để tuyên truyền. Với quyết tâm lật lại trật tự kỷ cương trong chấp hành pháp luật của cả người tham gia giao thông và lực lượng thực thi công vụ về giao thông, Công an huyện Bình Xuyên huy động tối đa lực lượng, phương tiện tăng cường công tác tuần tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông. Đối với các trường hợp vi phạm là cán bộ, đảng viên sẽ gửi thông báo về cơ quan, đơn vị và có hình thức xử lý nghiêm minh theo quy định. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.